quá thiệt thòi cho những khán giả mà yêu thích bộ môn đua xe đạp. Bởi vì anh Tuấn Anh biết không, với những cái cuộc đua mà diễn ra ở đường trường, nếu như có thích xem các tay đua thi đấu thì cũng chỉ được nhìn họ vụt qua trong chớp nhoáng thôi mà cũng không biết là kết quả như thế nào. Tuy nhiên với những chặng đua ski thì bởi vì là chúng ta đua theo vòng tròn và như vậy thì các khán giả cũng sẽ có cơ hội để họ được theo dõi các tay đua nhiều lần và có lẽ chính bởi vậy cho nên là cũng thu hút một lượng khán giả lớn tới xem các tay đua nhiều hơn là những chặng đua đường trường. Vâng ạ, chị Thanh Huyền ạ, đua xe đạp là một môn thể thao rất là khắc nghiệt. Vâng ạ, và thưa quý vị và các bạn, tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn La Sen năm 2018 này thì một lần nữa chúng tôi lại thấy được sự vất vả và những thử thách rất lớn dành cho các vận động viên tham dự giải. Tuy nhiên, chính những sự vất vả và khắc nghiệt đó lại làm tôn vinh thêm vẻ đẹp của môn thể thao đường trường này. Trong chặng đua từ thành phố Đồng Hới đi thành phố Đà Nẵng, tay đua Phạm Quốc Cường của đội Dược Domex của Đồng Tháp bị ngã trên đường. Cú va chạm mạnh đến mức xe của Quốc Cường bị gãy thành hai mảnh. Vậy mà chỉ sau vài phút choáng váng, tay đua này lại đổi xe khác và đua tiếp. Lúc đó em y tế thì chán quá mặt mày, em cũng rất là mệt mà nhưng cũng bỏ quên cái đau đi. Đạp thì một hồi thì nó sẽ bớt đau, chứ mà lên xe là nó sẽ nhớ lại cái đau đó, sẽ nhớ đau hoài. Nếu em bỏ cuộc sẽ thành tích thì không có, mà không đạp thì cả đội sẽ không có tranh chấp hứa hẹn cao. Không chỉ có Quốc Cường, nhiều tay đua khác cũng gặp tai nạn trên đường đua. Có người bị nặng, có người bị nhẹ. Nặng thì có Bang Seon Hui bị trật khớp vai và phải bỏ cuộc, không thể thi đấu tiếp. Nhẹ thì có Ronan Oranza chỉ bị chảy sức bên ngoài và vẫn có thể tiếp tục cuộc đua. Thực sự là sau cú ngã đó, tôi cảm thấy cơ thể mình chưa sẵn sàng để tiếp tục một chặng đua đường dài. Thế nhưng tôi vẫn muốn đua. Trang phục thi đấu quá chật, cọ vào vết thương rất đau, nên tôi khoét ra vài lỗ thế này để đua cho thoải mái. Dù bị chấn thương nặng hay nhẹ, nhưng điểm chung của những vận động viên này là họ vẫn khao khát được tiếp tục thi đấu. Bang Seon Hye phải bỏ cuộc nhưng vẫn ra chuẩn bị cho đồng đội. Phạm Quốc Cường thì lên xe và nỗ lực bám theo đoàn đua. Còn Oranza thậm chí còn nhiều lần giành ngôi nhất chặng với những chấn thương trên mình. Với các tay đua ở giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018, những chấn thương thông thường chưa đủ để ngăn cản họ nhấn pedal trên đường về đích ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng